Xin chào anh chị đã quay trở lại với bản tin phân tích thị trường trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Và nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào 3 phần. Phần đầu tiên đó là việc chúng ta phân tích cái diễn biến xu hướng của thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Phần thứ hai đó là việc cập nhật một số cái danh sách đáng chú ý và phù hợp để cho các anh chị có thể canh mua. Nếu như mà các anh chị muốn tham gia cổ phiếu ở trong cái giai đoạn này thì cũng phải có cổ phiếu, có điểm mua cổ phiếu, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời để các anh chị có thể cơ bản và chủ động trong những cái tình huống tiếp theo. Ở phần thứ ba thì mình sẽ phân tích và cập nhật cái trend, cái xu hướng của các cái cổ phiếu tốt ở trong cái giai đoạn hiện tại. Dù thị trường của chúng ta ở giai đoạn này là thị trường điều chỉnh và các anh chị thấy là cái tình trạng xanh vỏ đỏ lòng nó đang xảy ra rất là mạnh ở trong cái đoạn này. Đặc biệt là cái dấu hiệu phân hóa ở các cái nhóm ngành. Riêng ở trong phiên ngày hôm nay thì các anh chị có thể thấy là chỉ số VN-Index chúng ta kéo tăng đến 12 điểm. Và nó kéo gần như là ở phút cuối khoảng từ 14 giờ 17 thì nó mới kéo lên, đúng không ạ? 14 giờ 17 nó mới kéo lên. Còn trong nguyên cái phiên buổi sáng cũng như là đầu phiên buổi chiều thì gần như nó giao dịch ở dưới mức và gần ngay tại cái mức tham chiếu là chính. Và tổng kết thì chỉ số của chúng ta tăng được 12 điểm và đóng nến tại vùng 1089. Và các anh chị, đây là cái mô hình nến ở trong cái diễn biến hiện tại, thì chúng ta có một cái phản ứng khi mà vùng giá của chúng ta chạm vào cái chỉ báo kỹ thuật MA20. Thì với cái hỗ trợ kỹ thuật này nó đã phản ánh giá và nó đẩy cái lực giá của chúng ta lên cuối phiên. Tuy nhiên thì cái dòng tiền kéo á, thì chúng ta chú ý thì nó lại không đều mà đa phần là đến từ các cái cổ phiếu của nhóm ngân hàng. Thì các anh chị xem cái bảng thống kê tại đây thì chúng ta sẽ thấy cái diễn biến của thị trường nó nằm gọn ở trong cái danh mục tóm tắt của chúng ta tại đây. Ở trên này các anh chị có thể thấy là cái nhịp kéo của chúng ta là đa phần đến từ các cái cổ phiếu như là Vietcombank, BIDV, rồi Công Thương, rồi MSB. Ngoài ra còn có một số các cổ phiếu cũng được kéo mạnh thuộc về nhóm dầu khí, ví dụ như là BLX này. BLX ngày hôm nay kéo tăng 4% này, đúng không ạ? Kéo tăng 4%. Rồi còn nhóm bất động sản thì chúng ta thấy là các mạng cổ phiếu tăng tốt như là Novaland, như là SCR. SCR ngày hôm nay tăng 5% này. Rồi còn lại thì chúng ta thấy là các cái nhóm cảng biển. Cảng biển là cái nhóm xanh đều nhất, thì chúng ta thấy là từ RMD, HKH, rồi DXB, VOS, thì chúng ta thấy là đều giữ được cái sắc xanh. Như vậy thì nếu như mà xét về dòng tiền á, thì chúng ta thấy là cái nhóm cảng biển vẫn đang là cái nhóm giữ nhịp được cái dòng tiền. Tiếp theo đó là cái nhịp kéo tăng đến từ các cái cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm ngân hàng, mà chúng ta thấy là đa phần từ các cái trụ như là Vietcombank, BIDV, là Công Thương và là phần lớn. Còn lại trong này thì các anh chị sẽ thấy là cái sự phân hóa của thị trường rất là mạnh. Chúng ta hãy cùng nhau xem này. Xét về cái xu hướng này thì các anh chị thấy là cái nhóm ngân hàng của chúng ta nó vẫn đang giữ được cái tình trạng xu hướng là uptrend hoặc là sideways đi ngang cái nhịp này. Đa phần là chúng ta quan tâm đến cái nhịp sức khỏe của nó, thì cái sức khỏe của cái nhóm ngân hàng nó vẫn đang ổn định. Về cơ bản thì thị trường có điều chỉnh, có rung lắc, tuy nhiên với cái sức khỏe này thì nhóm ngân hàng có thể giữ được cái nhịp sideways, hoặc một số cổ phiếu mạnh thì hoàn toàn có thể kéo để chúng ta thấy là quay trở lại xu hướng uptrend. Rồi như vậy thì chỉ có được cái nhóm banh này lại có được cái sức khỏe dòng tiền thôi. Ngoài ra thì các cái nhóm cổ phiếu khác thì chúng ta thấy là chứng này vẫn đang bị phân hóa về cái xu hướng, đúng không ạ? Phân hóa về cái xu hướng. Chúng ta thấy không là đều đặn, một số cổ phiếu sideways, một số cổ phiếu thì bị điều chỉnh rơi vào vùng downtrend. Mà tiếp theo đó là nhóm thép. Nhóm thép cũng bị phân hóa về xu hướng, đa phần là ở vùng điều chỉnh giảm. Nhóm dầu thì chúng ta thấy chỉ có một cái đại diện, đó là BLX là ổn nhất, là ở trong cái trend tăng thôi, còn lại là sideways hoặc là điều chỉnh, cũng phân hóa rất là lớn đến từ cái nhóm dầu. Nhóm bất động sản này, đối với nhóm bất động sản thì các anh chị thấy là cái xu hướng bị phân hóa, xu hướng đang bị phân hóa này, một số cổ phiếu xảy ra cái tình trạng giảm đau trend, còn lại thì chúng ta thấy chỉ có một vài cổ phiếu như là SCR, như là KDH là đang giữ được cái trend tăng thôi các anh chị nha. Rồi tiếp theo thì các anh chị cùng mình nhìn qua cái nhóm, ở đây là nhóm điện nước này. Điện nước thì cũng đang phân hóa, thì chúng ta chú ý những con mà nó giữ được trend tăng thôi. Ví dụ ở đây là Bow, ví dụ ở đây là Ri, đó thì hai con này đang giữ được cái trend tăng trong cái nhóm điện. Thì anh chị thấy không? Nhóm hóa chất này, hóa chất thì ở đây có Đạm Phú Mỹ này, Đạm Phú Mỹ chú ý này, hoặc là 3A thì cũng giữ được trend tăng. Nhóm khu công nghiệp thì đa phần là rơi vào xu hướng giảm, bao gồm KBC, SJC, ITA, rồi VCG, VGC, C2I, Long Hậu, thì chúng ta thấy đa phần đều ở trong xu hướng giảm này. Nhóm bán lẻ thì chú ý hai con giúp mình, đó là FRT và BET, hai con này vẫn đang trong trạng thái tăng. Được chưa? Đó, thì cái tình trạng chung của thị trường của chúng ta trong cái đoạn này thì các anh chị thấy là nó có một cái nhịp hồi, tuy nhiên thì kéo trụ là chính,
Còn về cái bản chất của chúng ta với cái góc nhìn định lượng vừa nãy mình vừa trình diễn và thể hiện cho các anh chị xem á, thì cái trạng thái của chúng ta rõ ràng là nó không được đồng thuận, không được đồng thuận đến từ các nhóm khác. Do vậy thì cái nhịp kéo này này thì ngay từ cái phiên buổi chiều á, tức là nó giao dịch ở trong khoảng từ 13 giờ cho đến 14 giờ á, thì về cái tín hiệu ngắn hạn nó đã cho cái điểm mua, nó đã cho cái điểm mua. Tuy nhiên nếu như mà xét về kỹ thuật á, thì cái điểm hồi của này lên của chúng ta này thì về cơ bản nó lại tiếp tục chạm vào cái cản 1.100. Đó, như vậy thì ở đây là 90 rồi, nó lên 1.100 thì khoảng 10 điểm nữa thôi, 10 điểm nữa thôi thì nó lại tiếp tục gặp cản và sẽ bị rung lắc và điều chỉnh trở lại. Do vậy thì nếu như mà cái điểm tín hiệu mua trong phiên ngày hôm nay mà mua mới á, thì không đạt, mua mới là không đạt. Mua mới ở đây là không đạt các anh chị nhé. Do vậy thì mình không khó khuyến nghị mua mới gì trong room ở trong phiên ngày hôm nay cả. Đó là cái lý do đầu tiên. Mà cái phiên ngày hôm nay á, chỉ là một cái phiên track ngắn hạn lên đến vùng 1.100 ở phía bên trên này, thì nó chỉ phù hợp cho các anh chị nhà đầu tư nào đang có hàng sẵn và có cổ phiếu ngày hôm nay nó cho cái điểm mua á, thì các anh chị có thể mua vào lướt lên để sáng mai nó còn hưng phấn thì các anh chị bán ra chốt cái phần lướt ngày hôm nay. Chính là cái phiên ngày hôm nay lý do là chỉ mua được hàng sẵn thôi, lý do là chỉ mua được hàng có sẵn trong danh mục, đúng không ạ? Còn mua mới không đạt điểm mua, được chưa? Do vậy thì trong room ngày hôm nay á, thì đoạn trước thì mình có khuyến nghị các cổ phiếu như là HAH hoặc là SBT thì nó đều đạt cái điểm bán hết rồi, thì bán ra. Như vậy thì không có còn nhiều cái cổ phiếu ở trong cái danh mục, do vậy thì mua mới không có khuyến nghị, khiến cho ngày hôm nay là chúng ta vẫn không có cái điểm tham gia. Do vậy thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi thêm cái diễn biến của thị trường trong những cái tình trạng, và chúng ta đưa ra cái kịch bản cho nó hợp lý một tí. Kịch bản đẹp nhất mà mình mong chờ là nó tăng lên đâu đó tầm 1.100 á, tăng lên 10 điểm nè, nó quay trở lại, nó test 1.075, 1.080, mà cái vùng hỗ trợ này là 1.075 này, đến 1.080 mà nó test lại ổn á, thì mua ở vùng này là nó hợp lý nhất, là mua ở vùng này là ở vùng hợp lý nhất, là có vùng test lại. Còn bây giờ mà từ đây là 1.090 cho đến 1.100 mà mua đuổi thì dễ bị vướng cản trên, dễ bị vướng cản trên, dễ bị áp lực chỉnh, thì cái vùng mua nó không an toàn ha. Thì cái đoạn này chúng ta thấy là nó cũng đang trong cái vùng điều chỉnh, thì chúng ta cố gắng chúng ta chờ đợi cái tín hiệu tốt hơn, được chưa? Chờ đợi tín hiệu tốt hơn. Thì đó là một số phân tích về diễn biến của thị trường. Ở phần thứ hai là list các cổ phiếu đáng chú ý các anh chị có thể canh mua nha, canh mua. Đầu tiên á, là các anh chị thấy là mình liên tục giới thiệu các anh chị cổ phiếu nhóm bán lẻ, thì có hai đại diện FRT và BET. FRT này như mình nói là nó giữ được vùng 70-71 là các anh chị có thể mua thăm dò. Thì các anh chị có thể mua lân cận cái vùng này được nha, vùng 70 cho đến 72 biên nó vẫn còn cho các anh chị mở cái vùng mua. Thì cái vùng mua này chúng ta mua thăm dò lên đến vùng 77, và khi mà FRT phá được cái kháng cự gần ngắn hạn, phá được cái kháng cự ngắn hạn 77 á, thì các anh chị mới gia tăng thêm, khi đó nó có cơ hội đẩy giá lên vùng 90. Thì đó là hai cái nhịp đánh của FRT, thì các anh chị theo dõi con này đó, và có thể cân nhắc được cái điểm mua nha. Rồi, FRT này, ở đây có điểm mua này, ở đây có điểm mua này, ở đây có vùng cắt lỗ này, ở đây có mục tiêu này, được chưa? Mình sẽ cho các anh chị các thông số rất là rõ ràng trên này để các anh chị tham gia. Cắt lỗ thì anh chị chú ý, nếu như mà gãy 70.1 thì cắt 50%, nếu như mà gãy luôn 67.2 thì cắt hết, được chưa? Con thứ hai đó là con BET, cũng rất là khỏe ở trong dòng bán lẻ, thì theo mình nó có thể đạt được cái điểm mua. Một cái điều của con này mà chúng ta chờ xác nhận đó là cái cản chéo này. Anh chị thấy là cản chéo đỏ à, đúng không? Thì cái cản chéo đỏ này sẽ là một trong những cái cản rất là mạnh về kháng cự. Do vậy thì BET đạt được cái mục tiêu mua quanh vùng 20-21, tuy nhiên mua thăm dò. Và chỉ khi nào nó phá hẳn cái kháng cự chéo này để vượt qua vùng 22.5 thì chúng ta gia tăng. Thì khi mà vượt qua vùng 22.5 này thì BET có khả năng hướng lên những vùng cao 26, được chưa? Tức từ đây lên 26 thì tầm 14% lợi nhuận, được chưa? Thì BET phù hợp cho các anh chị canh mua này, từ thăm dò tới với gia tăng cho nó phải đúng và nó bài bản anh chị nhé, BET này. Rồi, ở đây có vùng mua, ở đây có cắt lỗ và mục tiêu 1-2 đó, BET. Tiếp theo đó là dòng điện, có con RI này này. RI này ở đoạn này các anh chị thăm dò này, được chưa? Ở đoạn này các anh chị đánh thăm dò, tức là vùng giá 71, 73 thì các anh chị đánh thăm dò.
mà chờ vùng 75 trở lên á thì anh chị đánh gia tăng, tức là khi mà nó thoát mây xanh á, thoát mây xanh thì anh chị đánh gia tăng. Thì con RI này cái trend tích lũy đoạn trước nó cũng đang rất là tốt, mà giai đoạn qua nó cũng không tăng nhiều. Như vậy thì con RI này cũng có cái điều kiện để anh chị có thể tham gia được. Được chưa? RI. Tiếp theo đó là 3A. À, 3A thì đánh luôn vùng 8 8.2. Con này chỉ lướt ngắn hạn thôi, lên đâu đó tầm vùng 8.8 vùng 9.0 thì anh chị bán chốt nhé. Con này đánh ngắn hạn. À, con này đánh ngắn thì có cơ cấu ba cái con có thể đánh nâng tỷ trọng, còn lại hai cái cổ phiếu dưới này á phù hợp cho các anh chị đánh ngắn. Con ngắn tiếp theo đó là con DBM. Ừ. Thì DBM này, DBM chuẩn bị thoát cản thì nó cũng giống tương tự các cái con như là con RI, con FRT rồi á, thì con nó mua lân cận vùng 43 44. Đó, mua đánh ngắn thôi, đánh lên tầm 46 là phải bán, tại vì dòng tiền con này chưa vào các anh chị nhé, dòng tiền chưa có vào nên cứ lình xình là chính thôi, biên nó không có rộng được. Rồi, còn muốn mà banh á thì sẽ còn một số đại diện như sau. HD Banh. Đây, HD Banh thì có vùng mua 17.7 cho đến vùng 18.5, có vùng mua của HD Banh ở vùng này, HD Banh. ACB. Đó, ACB có vùng mua ở biên dưới nha. ACB thì canh cái biên dưới càng tốt, 238, 248 là cái biên mua đối với ACB. Còn ra thì công thương, tuy nhiên công thương ngày hôm nay chạy rồi, chạy rồi. Điểm mua con này thì nó đâu đó tầm vùng 29, mình có báo khi mà nó chạm canh dưới này, có báo cho các anh chị các video khi mà nó chạm canh dưới đó. Như vậy thì một list các cái cổ phiếu dành cho các anh chị canh mua trong cái giai đoạn này. Rồi, rồi 3A. Rồi. DBM. Đó, thì những cái con này canh mua này. Hoặc là dòng banh này, chú ý HD banh này. Công thương này. ACB này. Đó, click các cái danh sách mình đưa ra cho các anh chị đó để các anh chị có thể tự do chọn ở trong cái giai đoạn này nha. Đó, ưu tiên là anh chị có con cái danh mục của anh chị đó mà có sẵn các cổ phiếu này thì ưu tiên mua. Đó, có sẵn cổ phiếu nào thì ưu tiên mua cổ phiếu đó. Mua mới thì thận trọng thăm dò trước nha, thận trọng thăm dò trước, mua mới nó sẽ hợp lý hơn. Tiếp theo là mục thứ ba. Mục thứ ba là mục mà đưa ra một số cái danh sách các cổ phiếu vẫn còn cái trend xu hướng tốt, vẫn còn cái trend tốt, đúng không ạ? Thì trên này chúng ta sẽ có bảng thống kê tổng quát ở đây cho các anh chị từng nhóm cổ phiếu và các cổ phiếu vẫn giữ được trend này. Nhóm dệt may hàng hóa tiêu dùng này, dệt may hàng hóa tiêu dùng này thì các anh chị sẽ thấy là các cổ phiếu đang có trend, ví dụ như là DQC, VGT. Đây, DQC đang đánh đánh lên này, anh chị thấy là vol ngày hôm nay nổ lên đến 251.000, tức là nó nổ gấp 3 gấp 4 lần cái giá trị khối lượng trung bình luôn á. Và đang hướng về đỉnh cũ của anh chị nhé, vùng 19, 19.2 đỉnh cũ của DQC. Những con này đang vào trend này, những con này đang vào trend các anh chị nhé. Tuy nhiên DQC là cái hàng ngắn hạn, các anh chị đánh thì chúng ta cầm chừng một tí. Con này là hàng ngắn hạn, hiện tại nó đã qua cái điểm mua hợp lý là vùng 17.5 rồi các anh chị nhé. Và nó đang chạy vào trend thôi. Đó. VGT. Đấy, VGT cũng đang vào trend này. Con này đang sideways, vẫn còn có vùng mua được quanh vùng giá dưới 12. Giá mua dưới 12 mua được, đánh lên đâu đó tầm tầm 13 là chốt ngắn hạn. Những cái con này đánh ngắn hạn các anh chị nhé. Tại vì những cái con này các anh chị thấy là bản chất của nó là ngắn hạn hết này. Đây này. Khi mà các anh chị tra cái chỉ số mà thấy những cái con này cái tiêu chí tài chính và cái cam kết đầu tư nó không có như thế này á, thì những cái cổ phiếu này thuộc về trường phái ngắn hạn đầu cơ, đầu cơ nha. Chúng ta phải biết ở trong đó nó có cái gì, một cổ phiếu á cũng như là một bất kỳ một cái doanh nghiệp công ty nào bên trong nó đều có chỉ số, nó đều có những cái thông tin nội tại, và vì những cái thông tin đó chúng ta sẽ lọc ra và biết được cái cách đánh của cổ phiếu đó như thế nào. Ví dụ lọc ra con DVC là biết nó đầu cơ ngắn hạn, là chúng ta phải đánh đúng theo cái xu hướng và cái tiêu chí đầu cơ, chứ không phải là chúng ta đánh theo cái kiểu giá trị dài hạn nắm giữ lâu dài thì nó không, nó sai ngay từ đầu, và khi đó chúng ta sẽ lỗ rất là cao đối với những con như thế này. VGT cũng tương tự. À, thì anh chị thấy là VGT không đạt tiêu chí này, không đạt tiêu chí này khiến cho những cái dòng này chúng ta đầu cơ là chính, đầu cơ là chính, tức là đánh nhanh rút gọn
sai thì cắt bỏ, được chưa? VGT này. Bán lẻ thì chỉ có FRT, BET thì mình có chia sẻ rồi, mình có chia sẻ các anh chị rồi ha. FRT này, BET thì có chia sẻ các anh chị rồi nha. Ở dưới này chúng ta thấy là RGC, tuy nhiên những cái con RGC như thế này thì thanh khoản nó không có. Đó, thanh khoản rất là thấp, không đầu tư được các anh chị nhé. AMD này, AMD cũng trend, tuy nhiên cái dòng này con này cũng đầu cơ. Chúng ta xem có điểm mua hay không. Con này thì đang xoay quay, nó cũng đang vào trend này, có khối lượng lên vào rồi đó các anh chị. Nó cũng đang tiến vào trend này. Tuy nhiên cái dạng này cũng là dạng đầu cơ, anh chị lưu ý này. AMD này. Anh chị thấy không? Thấy bản chất liền đúng không? Chúng ta nhìn vào nội tại của cổ phiếu là sẽ biết bản chất của nó là cái hàng đầu cơ hay là cái hàng giá trị. Chúng ta biết ngay. Thanh khoản thì có 8 triệu, 10 triệu thôi, đánh cà phê là chính thôi. Đó, còn đa phần là thuộc về cái trạng thái của cái dòng đầu cơ này, anh chị thấy không? Đúng không? Rồi. Lọc xong cái dòng bán lẻ rồi đúng không ạ? Dòng bất động sản, khu công nghiệp đa phần là đang điều chỉnh thì cứ đợi nó điều chỉnh đã. Đó. Nó điều chỉnh, tất cả là đang điều chỉnh này các anh chị ha. Cái dòng này thì không có con nào giữ được xu hướng cả. Hóa chất thì có DBM, có A3A thì đã chia sẻ các anh chị rồi, đúng không ạ? Điện nước thì có RI, có BO cũng đã chia sẻ các anh chị rồi. Ở dưới này thì còn có QTB và BBC, chúng ta xem thử nó chặt nó có tốt hay không. QTB này, QTB cũng đang ra trong cái đà tăng này. Con này thì đánh lướt vẫn còn cái cơ hội đánh lướt, đó là ở vùng 15. Anh chị lướt lên vùng 16, được chưa? Thì con này vẫn còn ở vùng đánh lướt của QTB. Con nữa đó là BBC. BBC cũng đang trong cái vùng uptrend này, đang trong vùng uptrend này, được chưa? Đó. Nhóm thực phẩm. Nhóm thực phẩm thì có Vinamilk. Vinamilk thì thiên về trường phái tích sản, được chưa? Vinamilk thì tích sản. Đây, các anh chị nhìn vào Vinamilk sẽ thấy những cái con giá trị, những con tích sản nó khác những cái con đầu cơ ngay. Đó, ví dụ tích sản các anh chị thấy chỉ số đẹp không? 7 trên 8 tiêu chí là đạt, 6 trên 8 tiêu chí đạt. Ở đây nữa này. Đó, chúng ta thấy là mức cam kết đầu tư rất là cao. Thì con này đã, chúng ta cộng hai cái tiêu chí này thì nó sẽ ra cái trường phái đầu tư là tích sản. Được chưa? Nó sẽ ra cái trường phái đầu tư là tích sản. Rồi. Thì con này á, tích sản hôm trước anh chị hỏi mình thì nó sẽ có hai cái vùng tích sản, đó là vùng 75, 76 này là vùng đầu tiên, hoặc là vùng 2 đó là vùng 65. Đó là hai cái vùng tích sản đối với bạn cổ phiếu Vinamilk các anh chị nhé, hai vùng tích sản. Nhóm thực phẩm này. Nhóm dịch vụ công nghiệp thì có HAH và RMD. Thì cái đoạn HAH này thì trong room mình đánh rồi, thì đoạn này không đánh lại. HAH đoạn trước đánh rồi, cũng chốt lợi nhuận đâu được trên 10% các anh chị. Đó thì HAH chúng ta đánh rồi. Ở đây còn HHV này, HHV vẫn đang trong cái trend tăng luôn anh chị. HHV đang trong trend. Và đoạn này đang chỉnh này. Đang chỉnh thì có cơ hội mua lại quanh vùng 12-12.5. Được chưa? Có cơ hội mua lại quanh vùng 12-12.5. Đánh lên trên này cái đỉnh cũ là vùng 14 là chốt. Được chưa? Đó. Nhóm bất động sản. Bất động sản đoạn này thì chỉ còn ở đây là Novaland. Novaland, tuy nhiên Novaland đoạn này nó đang dò đáy và cái dòng tiền yếu thì mình không có khuyến nghị những cái con như thế này. Có KDH và SCR. KDH thì tích lũy thôi, mua vẫn mua được. À, tuy nhiên mua ít để tránh tình trạng chôn vốn. Vẫn đang trong cái vùng sideways này, biên dưới là vùng 26.5 mua. À, bán biên trên vùng 28.5, KDH bán lướt trong cái hộp Davat. SCR. SCR qua điểm mua ngắn hạn cho đến khi nào nó vượt được vùng 6.7, vượt được ba cái đỉnh cắm cờ. Đây, một cờ này. Hai cờ này. Cờ thứ ba này. Đó. Như vậy thì đối với SCR khi nào nó vượt được cờ thứ ba thì mới mua. Còn nó lình xình trong này thì thôi, không còn đi mua. Mua phải bắt được cái vùng hỗ trợ thì mới mua được. Còn nó vượt qua rồi thì bỏ anh chị nhé, vượt qua rồi thì bỏ. Dầu. Dầu thì chỉ có BLX thôi. BLX nói và chia sẻ các anh chị liên tục rồi ha.
Con này thì đang vào trend tăng rất rất là tốt luôn. BLX đang vào cái trend tăng rất là tốt luôn anh chị ha. Đây. Đó, kênh tăng của BLX đang rất là tốt và đang rất là sung sức. Từ cái nhịp tăng này là 25 này, nhịp tăng dưới là 28 này. Như vậy tổng ở đây là 50 cho cái nhịp tăng lần này. BLX đang vào cái nhịp tăng, các anh chị thấy là chạy rất là tốt, chạy rất là tốt. Thép. Thép thì cả dòng đang điều chỉnh các anh chị nhé. Cả dòng thép đang điều chỉnh rồi. Đó, anh chị thấy không? Đang điều chỉnh này. Chứng khoán tương tự như vậy thì cả dòng đang điều chỉnh này, chỉ có VIX giữ được trend. VIX giữ được trend. VIX anh chị giữ được trend. Trend này thì cũng không mua được tại vì trend này đang test may. Trend này đang test may các anh chị nhé. VIX này, trend này đang test may. Tạm thời là tạo được cái đáy với cái khúc nến ở đây là mô hình nến sao mai. À, thì đang tạo được cái đáy ở đây rồi. Thì có thể thăm dò, theo mình là thăm dò được 7.5 cộng trừ, nhẹ nhàng đánh lướt lên vùng 8.1 hoặc là vùng cao hơn đó là 8.6. đánh ngắn hạn thôi, đối với VIX đánh ngắn hạn thôi ha. Ban rồi, như vậy thì mình cũng đã review cho các anh chị danh mục các cổ phiếu giữ được trend ở trong cái đoạn điều chỉnh lần này. Hy vọng là những cái thông tin chia sẻ như thế này sẽ hỗ trợ và giúp cho các anh chị trong quá trình mà các anh chị đầu tư. Thì mong muốn cá nhân của mình là vẫn làm sao là hỗ trợ và giúp đỡ cho các anh chị những cái kết tốt nhất, hoàn toàn miễn phí, để cho các anh chị có thể là tham gia và đầu tư một cách nó bài bản cũng như là nó an toàn trong các anh chị, tạo được lợi nhuận cho các anh chị. Đó là cái mong muốn lớn nhất của mình trong cái giai đoạn hiện tại các anh chị nhé. Và các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nhé, để chúng ta theo dõi các nội dung video tiếp theo cho nó kịp thời. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều.